Dạ em chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nghệ nha. Hôm nay thì cũng nói chung là rất là lâu luôn rồi mọi người. Đâu đó tầm 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Em mới trở lại bên cửa hàng xe máy Phương Ngọc để cập nhật giá ở đây cho bà con anh chị mình theo dõi ha. Thì trước khi mà mình vào trong gặp chị chủ để mà vào cái chủ đề chính là báo giá xe thì bây giờ mình quay về cái địa chỉ cái nha, cho bà con anh chị trên kênh được theo dõi và nắm rõ hơn. Cũng như là những anh chị nào mà lần đầu xem được biết về địa chỉ rõ bà con ha. Số địa chỉ là 921 trên đoạn đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Long Hiệp, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương anh chị. Còn ở đây em thấy là xe cộ đa tầm giá ha, tầm trung đến những dòng cao cao tí cũng vẫn có nữa. Còn giờ mà bà con mình kêu trong gặp chị chủ nha, cùng với chị chủ để chị báo giá với anh em mình luôn. Chị ơi. Chào em. Rồi chào chị. Này chị em mình là lâu lắm rồi mới gặp nha. Đây mình lên đây đi. Rồi mình chào mọi người đi, rồi mình giới thiệu sơ lại chút xíu bên cửa hàng chị. Chào bà con kênh của Ngố Nguyễn nha. Em xin máy cũ Phương Ngọc. Lâu lắm rồi chị em mới lên sóng lại. Về địa chỉ này kia em có giới thiệu sơ, chị có thể mình nhắc sơ lại chút xíu đi với lại chỉ... cách thức mua bán của mình đi chị. Địa chỉ của cửa hàng em là số nhà là 921 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đăng Hiệp, Giang, Bình Dương. Gần ngã ba cây xanh Đông Tâm, cách ngã ba cây xanh này 200m về 550 Dị An, Bình Thung, Đồng Nai đều được. Bên tay trái em là về dòng xe An Phú, Tân Uyên, bên cát là nhà anh chị em mình nha. Còn thủ tục của cửa hàng em thì vẫn như cũ, xe trên 10 triệu á thì đến cửa hàng xin giảm 500 tặng nhớt, dưới 10 triệu xin giảm 300. Xe nhà em là báo sát giá rồi nên anh chị em mình thông cảm, không có bớt nhiều được nữa nha. Với lại cũng có góp qua ngân hàng, yêu cầu là tuổi từ 20 trở lên, không trả trễ, không nợ xấu. Với lại anh chị em mình thông cảm là đến cửa hàng chứ không có góp online được nha. Dạ đúng rồi. Rồi xe tầm mười mấy 20 triệu là không cần đưa trước nha khách hàng. Rồi okay. Ship vẫn ship khu vực miền Tây, miền Nam thì cọc cho em 1 triệu em bao ship, còn miền ngoài thì cọc 2 đến 3 triệu. Với lại là ship là phụ thêm tiền ship cho em dùng ngoài nha. Còn trong khu vực phía miền Nam là miền Tây, miền Nam là em bao ship, còn miền ngoài thì hỗ trợ em 50-50. Ok bà con ha. Còn giờ hôm nay là chị em mình bắt đầu ở xe nào trước cho mọi người đây? Mới con Novo 4 này. Rồi em ra đây đi anh chị nha, Novo 4. Con này thì mới đưa về thôi, chưa rửa ráy nha. Đây nha mọi người nha. Chưa rửa chứ gì, con này chất lượng con xe là riêng nguyên bản nha. Xe bụi đến cỡ này đấy. Rất đẹp luôn anh chị ơi, để kỹ luôn, tem đẹp luôn, tem áo riêng đẹp luôn nè. Con này là khách hàng mua về là biển số Bình Dương. Xe rất là đẹp nha. Máy móc ring, áo ring theo xe. Nói chung là Novo 4 cũng có tiền nào của đó nha mọi người nha. 4-5 triệu cũng có, 6 triệu, 7 triệu, giá nào cũng có. Con này hôm nay cửa hàng em đế với giá là 7 triệu nha. 7 triệu. Nè, xe chất lượng xe khác nha mọi người nha. Phải nói con này là rất đẹp luôn bà con ơi. Hai cái chìa khóa ring của hãng là còn luôn đây nè. Đó, mã số này kia là còn đầy đủ, hai chìa khóa đúng ring còn luôn. Chẳng 7 triệu hả chị? Chẳng 7 triệu, đến cửa hàng sẽ giảm 300 tặng nhớt. Cỡ xa là giá 7 này mình bao ship rồi. Bao ship khu vực miền Tây, miền Nam. Máy là em bao ring nha. Cái xe này chạy chắc hơi bị đã nha, lên ga cảm giác này là nó quá sướng. Anh chị em mình xem cái chất lượng xe nha. Thiệt luôn á, con này đẹp thiệt sự luôn. 7 triệu bao ship cho bà con khu vực miền Nam luôn nha. Đúng rồi, 7 triệu bao ship. Để em đọc cái bảng số cái 61C109901 nha bà con nha. Tổng quan rất đẹp, em tin rằng con này rửa lên là khỏi chê luôn. Còn nó mới tiền nào của đó nha khách hàng nha. Novo 4 cũng có 4 triệu, 5 triệu nha. Với tới con FHMO này đi em. FHMO này biển số là 61C146755. Con này cũng chưa rửa ráy gì luôn nha mọi người nha. Con này là ring nguyên bản. Này giờ mình lấy sao chị? Con này là máy móc ring nha, áo ring theo xe luôn. Đời 2014. Đời 2014. Con này là 26.500.000. Khách hàng. Đúng rồi, khách hàng muốn rút hồ sơ thì thêm tiền nha. Dạ. Cái này là không bao rút hồ sơ, 26 năm đến cửa hàng chỉ còn 26. Đây, biển số bà con nha. Biển số là của Thuận An Bình Dương. Ra tên rút gốc là được nhưng mà phải thêm là chi phí hả chị? Đúng rồi, thêm chi phí tiền rút nha. Máy móc đều là bao ring nha khách hàng nha. Ring nguyên con đó. Chi cửa hàng em là con nào ring là em báo ring, còn rớt là em báo rớt êm nha. Chứ không có ring mà rớt mà nói ring nha mọi người nha. Rồi ok nha chị, nói chung là 26.500 là chị bao tiếp. Đúng rồi. Còn đến cửa hàng là mình giảm còn 500 đúng không? Còn 26 triệu. Dạ, còn 26 thôi. Con này nói chung là 26 là thấy cũng được đó nè. Nhưng mà khách đi em chưa rửa chứ, rửa lên sạch sẽ, bát lên mới lắm nha. Mới em bọc lại cái da yên cũng chưa làm gì hết. Rồi, mới đưa thôi.
Rồi mình qua kế bên luôn chị, con ở Thất Nam ha. À con này bỏ đi, con này chưa. Chưa phải không? Rồi mình qua Sirius. Rồi tới con Sirius này là máy móc êm xi đời đầu nha, 5.2 triệu. 5.200.000. Biển số là 54V2. Máy móc êm đề là đúng máy êm thôi. Giá 5.2 triệu là mình nhận bao ship luôn không chị? Đúng rồi. Đó, nói chung là tất cả xe cửa hàng đều bao ship miễn phí cho bà con ở khu vực miền Tây và miền Nam hết à. Nên là anh chị nào cứ mua đi chị ship tận nhà cho mình ha. Còn đến cửa hàng là chị có giảm từ 300 đến 500. Rồi, tới con nô 5 này. Này, con nô 4 hồi nãy là 7 triệu mà con nô 5 cũng có 7 triệu rưỡi nha. Dạ. Đó. Tiền nào của đó nha mọi người nha. Dạ. Con này cũng nói chung là liền lạc sạch sẽ, máy êm cũng được chứ nên nó đẹp là không có đẹp. Tại dạ. vì nó có 7 triệu rưỡi thôi. Đúng đến rồi. Cửa hàng thì còn 7 triệu 2. Tặng dạ. nhớt. Đó. 7 triệu rưỡi bao ship cho bà con luôn. Dạ. Tặng nhớt đầy đủ ha. Dạ. Rồi, ok dạ. nha anh chị các bạn. Biển số 59X1. 22584 là bằng số đó anh chị. Thường mấy cái xe nhỏ nhỏ tiền bên mình hỗ trợ khách hàng bảo hành trong thời gian bao lâu chị? Nói chung là tùy theo xe từ 2 đến 3 tháng, có khi có xe 6 tháng. Dạ. Còn xe mười mấy 20 triệu trở lên thì bảo hành 1 năm. Dạ rồi. Nó tùy theo xe, chất lượng của xe nữa nha. Chừng đó là khách hàng cứ Zalo em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Dạ. dạ. Mình qua đây là một cái chiếc rim. Rim này rim gì đây? Rim Thái này. Rim Thái. Con này rim Thái mà con này máy móc êm thôi nha, rớt dạ. rồi. Cái này không còn rim nữa. Nó cũng có, nói chung là đồ ring theo xe cũng còn nhiều chứ không có la nhiều. Con này là 13 triệu, đến cửa hàng sẽ còn 12 năm nha. Rồi, 13 triệu là bao ship, đến cửa hàng là còn 12 năm. Đúng rồi. Thì nói chung là giá này thì máy móc phải làm lại rồi anh chị. Nhưng mà tổng quan là máy cực kỳ êm nha. Ừ, dạ. Có rớt rồi mà là rất là chất. Dạ, sạch sẽ liên lạc ok bà con ha, chứ cũng dạ. không có xấu gì đâu. Đến cửa hàng thì còn 12 năm thôi. Biển dạ. số là 60F6 8736 nha. Khách hàng mà có xe cần trao đổi với mình là vẫn nhận như cũ dạ, hả chị? Cửa hàng em hết. Là vẫn mua bán trao đổi tất cả các xe mà giấy tờ hợp lệ là ok hết nha. Dạ rồi. Dạ. Ok nha. Chắc mình vô dạ, đây luôn dạ. đi tới chiếc Sirius đi chị. Sirius nè. Sirius con này là 2017 này. 2017. Con này là máy móc ring nha. Rồi. Xe đẹp nha. Ừ, máy con này biển số 67, con này là 11.500.000 nha. 11 năm thôi. Dạ. Rồi. Phiên bản là bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng bà con nha, bản RC. Bản đắt tiền nhất luôn, bánh mâm thắng đĩa luôn. Giá thì sạch sẽ liền lạc, khỏi cần cãi. 11 năm. Cửa hàng đến khách đến cửa hàng chỉ còn có 11 triệu thôi. Dạ. Giảm thì 500 còn 11 triệu còn không đến được em bao ship nha. Chất nó đẹp anh chị, con tay này kia cũng còn rất ok đẹp hết à. Còn con Jupiter này chị. Con Jupiter này là máy móc ring nè. Áo thì có xử lý đẹp lại cho đúng mọi rồi, người. Có sơn mới nè. Mỗi cái tội là biển số nó hơi xa nha. 73 Quảng Bình nha mọi người nha. Rồi. Máy móc là bao ring. Con này là FE rồi nha. FE phun xăng điện tử. Jupiter FE phun xăng điện tử đi rất là lợi xăng đó. 73F1 30869. Mình để con này bao nhiêu? Con này là 10 triệu nha. Khách hàng đến thì còn 9 triệu 7. Xe giảm 300 còn 9 triệu 7. Rồi. Máy là ring nha. Áo là cửa hàng có xử lý lại cho nên mới nó đẹp rồi. Chung giá này giờ thành là mới can rồi. Mọi người mua về chỉ mới yeah. chạy nữa thôi. Giá 10 triệu bao ship. Đến cửa yeah. hàng còn 9 triệu 7. Còn đây là chiếc quay đợt ít 110 yeah. bản cầm đĩa luôn. Con này là máy móc êm thôi nha mọi người nha. Máy móc êm. Con này cửa hàng đế với giá là 8.800.000. 8.800.000 bà con đến ha. Đến cửa hàng thì còn 8.500.000 thôi. Rồi, ok. 59E1-21372. Đó là bản số nha bà con nha. Rồi, mình qua bên đây đi chị. Ở phía trên mình có Alila, con, Elizabeth. Con này đời cao nha, đồng hồ điện tử rồi nha mọi người. Nó cũng là FE mà đồng hồ lên điện tử luôn rồi nha, đời cao. 2014 rồi. Thì giá cho chị để bao nhiêu? Này là 6 triệu nha mọi người nha. 6 triệu. Đến rồi. Cửa hàng còn 5 triệu 7, con này là riêng nguyên bản theo xe nha. Dạ rồi, ok chị đó, ha. Đồng hồ điện tử đời cao nha mọi người nha. Đây là xăng cơ thôi, nhưng mà đồng hồ điện tử ha. Rồi, ok anh chị. Con này FE chứ? FE luôn hả? FE à, dạ dạ. À, con này FE. Rồi, FE. Con này FE mà đồng hồ lên thường là đồng hồ kia. Nhưng mà nay là đời cuối là nó lên đồng hồ FE rồi. Dạ rồi. À, con này là biển số 70D1 nha. Ừ. Rồi, ok bà con ha. Dạ. Rồi, qua rồi. Kế bên là một chiếc Sirius FE, bánh mâm thắng đĩa, biển số là Đồng Nai, 60B9-39147. Con này là đời nó 2016 này, riêng nguyên bản luôn nha. Này là chưa dọn mấy ring, áo ring theo xe, 8.800.000. 8.800.000. Bánh mâm thắng đĩa RC luôn. Mấy móc ring hết nè, áo cũng ring theo xe nha mọi người nha. Dạ. Yeah. FB thì được cái đó tiết kiệm xăng, với lại cái dòng Sirius này nó cũng máy móc nó bốc lắm. Chạy đi cũng ok. Rất là lợi xăng. Đến cửa hàng còn 8.500.000. 8.500.000.
mình qua cái bên nha, một chiếc Attila đời thấp này anh chị. Con này đĩa bay đại bàng gì đây. Con này khách đi rất là kỹ nha, còn cặp gương này nè. Nói chung là xe đẹp là con này là 2,5 triệu. Cái này là anh chị em mình chịu khó về làm xin cam lại nha, nó hơi kêu xin cam. Đó. Kêu nhẹ thôi. Mà muốn êm hung á là làm xin cam lại. Nói chung là cửa hàng chưa có thời gian làm nên em để 2,5 triệu nha. Dạ rồi. Này anh chị em mình đi nhậu á, thôi bị bác hỏi sợ tiếc. Dạ. Này gọi là xe bao nhậu á ha. Rồi, 2,5 triệu anh chị. 2,5 triệu. Vô đây mình tới AB. AB này là AB sang cơ hả chị? Đúng rồi, con này sang cơ này. Máy móc là cực kỳ, máy cực kỳ chắc nha. Màu cam ha. Dàn áo thì nói chung là trời theo 5 tháng. Con này là 7,3 triệu, đến cửa hàng thì còn 7 triệu. Máy cực là chắc nha, mà dàn áo thì nó trời theo 5 tháng nó hơi xấu tí. 7,3 triệu bao ship, đến cửa hàng thì lại còn 7 triệu. Và bằng số con này là 62 Long An R1 7083. Chốt đi, em sẽ quay lại hướng sau cho anh em coi. Rồi, tới con RX này à. Con này cũng máy móc êm, xi liền lạc sạch sẽ, bên căm thanh đĩa nha. Con này là 8,9 triệu, đến cửa hàng còn 8,7 triệu nha. 9 triệu là bao ship á anh chị, còn đến cửa hàng là còn 8,7 triệu. Tất cả xe nào cũng tặng nhớt nha mọi người nha. Con này là... Con này tình trạng máy móc đầu nồi là có bung mở. Máy móc êm thôi, là rớt rồi, cửa hàng em rớt là em bao rớt êm nha. Còn riêng là em bao riêng. Căm bọng đùm đèn là được dọn mới sạch sẽ đẹp hết rồi. Biển số là 94R1 6234. Và kế bên là một chiếc Winner V1, biển là 60B2 nè chị. Con này cũng máy móc êm thôi nha mọi người nha. Máy móc êm thôi, đúng rồi. Con này là máy móc êm thôi. Con này là đời nó 2017 á, 14 triệu. 14 triệu. 60B2 49184, máy móc rồi này kia là cũng có dọn được làm lại đẹp hết cho anh chị đó ha. Rồi. Qua kế bên thì chị một chiếc Exeter xuống áo nè. Con này đời nó 2014, này là S135 nha mọi người nha. Cuối đời 2014, mẫu bỏ mẫu qua 2015 là 150 đó. Con này xuống dàn áo, con này 14,5 triệu, máy rớt êm thôi. 14,5 triệu, máy thì có rớt rồi, hiện tại là bây giờ là bao máy im cho chị thôi. Máy êm thôi nha. 61C1 48557 anh chị ha. Xuống nhỏ nhỏ sẵn rồi, nhìn nó gọn gàng, nó đẹp hơn. Có đi cầm tăng bao tay rồi nữa anh chị. Đồng hồ cũng là đồng hồ nhỏ luôn. Cái bên là một chiếc Vision Form đời đầu, biển số Đắk Nông 48B1 05568. Con này là cũng máy móc êm thôi, chứ không biết có rớt hay riêng thì chưa coi kỹ lại. Nên không biết, em chỉ bao máy riêng thôi. Nếu khách, bao máy êm thôi. Máy êm. Còn khách mua về nếu như còn riêng thì tốt, mà không riêng thì em chỉ bao êm đó. 11,8 triệu. 11,8 triệu. Đến cửa hàng sẽ giảm 500 còn 11,3 nha. Dạ rồi. Dạ, xử lý cho bóng bẫy đẹp là tí cho bà con là ha, liền lạc hết rồi. Rồi, mình qua bên kia là một chiếc xe mà bà con đi làm, đi cày bừa là phải nói là rất là bền nha. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Con này là đời nó 2020 nha mọi người nha. Honda Blade, biển số 59, con này là máy móc êm thôi chứ không... Dạ, máy móc 13 êm. 13 triệu 200. Dạ, 13 triệu 2. Đời nó 2020 nha mọi người nha. Dạ, đây em quay tổng quan phía sau lại cho bà con anh chị coi nè. Và đây là biển số ha, Bình Thạnh 59X3. Bà con anh chị nào cần chi tiết thêm thì cứ liên hệ cửa hàng nha. Còn đây là phía sau những con xe nãy giờ mà em với chị chủ đã quay qua nè. Anh chị cứ nhìn sơ qua dòng ha, có ưng nào thì chụp màn hình lại để gửi về cho chị chủ bà con nha. Rồi, mình bắt đầu ở đó luôn chị, chiếc quay 100 xương cá nè. Con xương cá này là dàn áo thì theo 5 tháng rồi đó. Máy là được cái máy riêng nha mọi người nha. Máy riêng. Con này máy riêng, còn áo thì theo 5 tháng rồi. Biển số là 77X5 Bình Định ha. 1215 Bình Định. Con này là 8 triệu nha mọi người nha. 8 triệu. Đến cửa hàng sẽ giảm 300 còn 7,7 triệu nha. Có vô một cái bộ bánh mâm á, nên là nhìn cái xe nó cũng cứng cáp hơn nữa anh chị. Được cái là máy riêng. Dạ rồi, máy riêng. Rồi, ok rồi, 8 triệu. 8 triệu. Rồi. Qua đây là một chiếc Hayate XS đúng không? Con này Hayate, con này đời cao nè. Dạ, Hayate XS anh chị. Con này là cửa hàng để với giá là 5,8 triệu nha. 5,8 triệu. Xe để đầy đủ máy êm, nói chung là dàn áo thì theo 5 tháng rồi, mọi người cũng biết rồi. Còn cửa hàng mà máy xe mà cao tiền thì cửa hàng sẽ xử lý dàn áo, còn máy xe rẻ này thì chỉ để bán vậy thôi. Dạ rồi. 5 triệu 8 đến cửa hàng còn 5 triệu rưỡi nha mọi người nha. Biển số là thành phố luôn bà con nha. 59U1 19438, đó là bằng số đó. Rồi, mình qua kế bên là một chiếc Clip. Clip 110, con này được xử lý dàn áo đẹp, ken hết trơn, không có vết trầy gì nữa. Con này là máy cực chắc nha. Máy zin này.
Con này là 9.800.000. 9.800.000. Đến cửa hàng chỉ còn 9.500.000 nha. Áo này xử lý mới rồi nha mọi người nha. Mã số là 61H1-25430 bà con nha. Thì với cái giá chị báo là bao ship, còn đến với cửa hàng là mấy xe nhỏ này mình bớt là 300 đúng không chị? Đúng rồi, xe dưới 10 triệu cửa hàng xe giảm 300. Rồi con này bỏ qua đi em, tới con rim này đi. Bên đây là Super Rim, biển số 51Y6-7609 nè anh chị. Con này là máy rim, còn áo thì có chỉnh sửa lại nha. Rồi được cái là máy em bao rim. Con này hôm clip trước em đang 17, clip này em sẽ 16 năm nha. Rồi, 16 năm bà con nha. 16 năm, đến cửa hàng vẫn còn thêm 500 nữa nha mọi người nha. Dạ. Rồi con. Kế bên cũng là một cái con chiếc này... Super Rim luôn, biển số là 60V8-0711 đó anh chị. Con này là máy móc êm thôi, máy con này xi dọn lên êm thôi, để 14.500. 14 năm, quay tổng quan được phía sau rồi lại hết cho bà con anh chị mình theo dõi nha. Quay thấy biển số luôn, bà con nào mà cần chi tiết con nào thì cứ nhấc máy lên, gọi về cho chị chủ. Chị sẽ tư vấn báo giá kỹ rõ cũng như là tình trạng xe cho chị. Kết bạn Zalo số 077 của em á, em tư vấn với lại chụp hình cho anh chị em mình xem nha. Rồi. Rồi chị em mình xuống đây đi, một chiếc quay Blast nè chị. Con này là đời nào đây? Con đó 2019. Dạ 2019. 18 19 gì đó. Bánh năm tháng đĩa luôn bà con nha. Rồi. Con này cũng máy móc êm thôi, biển số 59 Sài Gòn. Máy móc êm nha mọi người nha. Con này là 11.500.000. Được, dọn dẹp dàn áo, xử lý dán tem lại hết cho bà con rồi, 11.500.000. Dàn áo là cửa hàng có xử lý lại phía trước nha, phía sau là riêng theo xe. 59X2-625-02 bà con ha. Anh chị em mình đến cửa hàng chỉ còn 11 triệu thôi. Dạ. Rồi, 11 triệu bánh năm tháng đĩa, máy làm rồi, máy êm. Con này là nguyên bản, riêng nguyên bản nha mọi người nha. 8.500.000. Biển là 54Y8-5782. Là 8.800.000, đến cửa hàng còn 8.500.000 nha. Dạ. Rồi, ok. Vỏ trước vỏ sau thì mới keng nha mọi người nha. Này sạch sẽ rồi, được cửa hàng cũng xử lý full keng đẹp hết cho bà con anh chị mình luôn rồi. Cái bên kia là một chiếc quen pha nhỏ đó anh chị, biển số là 92N7-1639, biển số này là của tỉnh Quảng Nam nha. Con này máy móc êm thôi. Dàn áo phía trước thì em mua mới, còn phía sau thì riêng nguyên bản nha. Con này là 10.500.000. 10.500.000. Lọc trắng lọc đen hồi xưa nha mọi người nha. Mấy cái này đi làm đi cày bừa thì nó bền cực kỳ rồi bà con ơi. Với lại nó tiết kiệm xăng, dễ xài dễ sử dụng, mà có hư sửa chữa chi phí mấy dòng này cũng rất là thấp nữa. 92N7-1639 nha. Còn đây là chiếc AB này chị. Con này là FI 2.9 nha mọi người nha. Cuối 2.9 là FI này. Rồi. Máy móc là êm thôi, áo là riêng theo xe. Con này cửa hàng để với giá là 12 triệu. 12 triệu đồng. Rồi ok ha, 12 triệu. 54X9 9530 FI phun xăng tử. Vỏ lớp trước sau là còn tương đối là dày ok nha. Vỏ sau là cũng còn dày đẹp lắm. Kế bên là một chiếc quen pha luôn, bựng thiết này kia là con đầy đủ hết. Con này là mới xấy xúc bắp, mới rớt đầu hả chị? Rớt đầu xấy làm bạc đấy. Dạ. Mới xấy đó thôi, chứ còn máy móc thì chưa trẻ. Dàn áo phía sau thì riêng theo xe, còn phía trước thì cũng mua mới luôn. Này giờ mình để giá bao nhiêu? Con này là 11.500.000, đến cửa hàng thì còn 11 triệu. 11.500.000, bản số là 36K1-6733 bà con nha. Rớt đầu xấy xúc bắp làm bạc là lợi rồi, lên cốt đó anh chị ha. Rồi, tới con bị ô nhỏ này, con này cũng máy móc êm thôi. Dạ. 6.800.000. 6.800.000. Đây, em mời bà con anh chị xe rất là đẹp nha. Này cho chị em phụ nữ đi rất là nhỏ gọn, đi chợ đi. Biển số là Thủ Dầu Một Bình Dương nha. Xe liền là sạch sẽ, làm gọn gàng sạch đẹp và dán tem mới là hết rồi. Rồi, còn bây giờ thì bà con anh chị mình theo dõi là các khoảng số phía sau này nha. Tân chiếc nào thì mình chụp màn hình lại, gửi về cho cửa hàng anh chị nha. Anh chị em mình cứ quan tâm chiếc nào thì cứ kết Zalo em tư vấn, quay video hay chụp hình cụ thể hơn cho em, anh chị em mình xem nha. Rồi tới con F của em này, này máy móc êm thôi, 6.700.000. 6.700.000. Xe này là xe 100 nha, chứ không phải xe 50. Dạ. Này Elegant Angela vậy nè anh chị bạn. Rồi. Xe 100. 6.700.000 nha. Biển là 79N1-26113. Rồi, ok bà con ha. Rồi mình qua kế bên luôn chị, một chiếc trên đi đó. Gender này là con này là riêng nguyên bản nha mọi người nha. Cặp gương cũng còn riêng theo xe, khách đi rất là kỹ nha. Máy móc là bao riêng. Con này được cái là ngay chủ bao ký giấy ủy quyền cho anh chị em mình nha. Rồi. Con này là
con này là 15 năm là đến khách đến cửa hàng bao ký chứ không có dán tiền nha. Em nói rõ là con này, con mấy cái con mà ngay chủ ký giấy thì khách đến cửa hàng chỉ tặng mình nhớt bước bao ký giấy chứ không có bớt tiền. Còn nếu như không đến cửa hàng thì mất cái xe ký này thì khách hàng nên ưu tiên cái là đến cửa hàng ký đi. Còn không đến cửa hàng thì em bao ship cho. Dạ rồi. Đó. Rồi biển số 48 38228 bà con ha. Cứ chính chủ thì có thời gian mình sắp xếp qua cửa hàng xem cho vừa ý của mình rồi xe... mình ra ký giấy luôn vậy cho nó thành xe có giá trị luôn ha, chính chủ đó. Xe chính chủ thì hiếm có lắm. Qua cái bên là một chiếc Quay Pha 110 biển 68M125349. Con này là riêng nguyên bản luôn nha mọi người nha. 11.800.000 11.800.000 Đời nó 2017 nha, 110. Rồi, ok anh chị bạn. Riêng qua... nguyên bản đó. Kế bên là một chiếc Novo 5 biển Cà Mau 69B1-76409 nha. Con này thì máy móc êm thôi, cửa hàng đều với giá 9 triệu, đến cửa hàng xi giảm 300. Dạ, còn 8.7 triệu. Ok nha, máy riêng không chị? Máy móc êm thôi em. Máy êm nha. Con này là có xử lý làm bạc rồi, nên không còn riêng này báo rồi. Có sao báo vậy. Kế bên là chiếc Quay RX 110 nha anh chị các bạn. Phiên bản này là bánh căm thắng đĩa 36B3-62312. Con này là máy móc êm thôi nha, 7 triệu 3 7 triệu 300 Đến cửa hàng thì còn 7 triệu nha mọi người nha. Đây. Biển số 36. Anh chị coi là tổng quan của con xe hết giúp em ha. Coi ưng chiếc nào được thì chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng nha bà con nha. Tổng quan phía sau của con xe hết đó. Còn giờ mình đến đây một chiếc Mio Classico, xe nhỏ nhắn dễ thương nè. Con này là máy móc ring, áo ring mà nó trời theo 5 tháng nha mọi người nha. Con này cửa hàng đế với giá là 8.3 triệu 8.300.000 Đến cửa hàng thì còn 8 triệu nha mọi người nha. Đây bảng số này ghi cho em coi kỹ rõ luôn nha. Sài Gòn. Này chị em rồi nhỏ nhỏ con là chạy nhìn dễ thương cực kỳ luôn, rất là đẹp ha. Xe Yamaha, xe Nhật đàng hoàng. Còn đây là một chiếc Trendy tiếp theo nè chị. Con này thì cửa hàng dàn áo có xử lý lại nè, máy móc êm thôi. Con này rẻ hơn nha mọi người, 14.500.000 14.5 Biển số là 36B5. Dạ. Con này xử lý lại dàn áo rất là đẹp. Dàn áo là xử lý giờ gọi là dùng từ là mướt rượt rồi, không có sần sụi nhám gì hết, mướt bóng bẫy đẹp lắm anh em ơi. Y như một chiếc xe mới vậy đó. 14 năm hả chị? Đúng rồi, 14 năm đến cửa hàng thì chỉ còn 14 thôi. Rồi, ok rồi. Nha. Qua đây là một cái chiếc Vision có lên cái mặt nạ giống của Thác nè, màu đỏ nha. Cái xe này hồi trước giờ chưa từng gặp luôn, đời nó chỉ có 2015 thôi. Mà khách ở đây rất là kỹ nha mọi người nha, trùm keo nguyên con nha. Cửa hàng vừa mới lột ra luôn, nó mới rất là mới, như là xe mới luôn. Nói chung là tiền nào của đó nha anh chị em mình nha. Này là khách đây mới có 21.000 cây thôi. Là đời nó thấp chứ mà giá tiền nó rất là cao nha mọi người nha. Đó, anh chị em mình nhìn như là một con xe mới sơn luôn với mình nè. Thật chất là cái này là dàn áo ring, lột keo nguyên con. Con này là 17.500.000 nha. 17.500.000 nha bà con ha. Quả lớn là rất là đẹp, cái dàn áo nó như xe mới luôn đó. Khách ta đi kỹ trùm keo em mới lột ra nè, nó rất là mới đó. À, như đời 20, cái đời này nè, 13 triệu cũng có, 14 triệu, 15 triệu, nói chung giá nào cũng có nha mọi người nha. Tùy theo chất lượng con xe. Giá 13, 14 thì máy nó rớt, máy kêu, dàn áo 6, giá 15, 16 thì cũng tùy theo xe. Còn con này là 17 năm, đến cửa hàng giảm 500 còn 17. Xe này là em bao riêng toàn tập luôn. Xe khách đi rất là kỹ nha. Okay, bà mới có 21.000 cây thôi. Xe này là bao tour cho anh chị em mình luôn nha. Xe em mới đưa về thôi. Đó, rõ ràng là anh chị ha. Xe đi rất là kỹ nên giá nó cũng hơi cao. Và đây, con này cũng 2018 nên xe em bán có 18 năm thôi. Là tiền nào của đó nha. Con này nói chung là cũng đẹp chứ mà đẹp không tày cái con đó luôn. Nó đời thấp mà khách đi rất là kỹ, xe rất là đẹp. Đèn nhám có lên mặt nạ chẳng sao là giống như SH vậy đó anh em nha. Con này á, anh chị em mình muốn đời cao thì con này 2018 là 18.500.000 đến cửa hàng còn 18, còn con này đời thấp mà nó là 17 năm luôn nha. Đến cửa hàng còn 17. Trời, ok bà con nha. Em báo rõ hết rồi đó. Coi như chị em mình vừa quay qua tất cả những cái mẫu xe tại bên kia là xe máy Phương Ngọc cho bà con anh chị các bạn trên kênh được theo dõi rồi đó. Anh chị các bạn nào quan tâm thêm thì cứ liên hệ về cho cửa hàng để chị chủ có thể là tư vấn bà con được kỹ và rõ hơn, cũng như là những cái chi tiết nào trong quá trình quay mà em còn thiếu sót á thì liên hệ với chị chủ để chị chụp hình quay kỹ rõ hơn nữa bà con ha. Đó. Anh chị em mình cứ kết bạn Zalo số 077 của em á, 117124. Rồi em sẽ quay video hoặc là chụp hình gửi, rồi muốn tư vấn em tư vấn cụ thể hơn. Với lại em gửi địa chỉ thôi cho anh chị em mình dễ đi hơn. Có gì
Trong quá trình quay chị em quay rất là nhanh hay là không kỹ thì anh chị em mình cứ kết bạn nha, em sẽ cụ thể hơn cho. Dạ. Em rồi. Rất mong quý khách ủng hộ chị mấy cũ em nha. Dạ. Số điện thoại chị chủ thì em có để trên màn hình rồi đó. Bà con cứ alo về đó để chị tư vấn rõ ràng hơn cho bà con mình nha. Cảm ơn tất cả anh chị, các bạn, cô chú rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm giúp đỡ nha. Có nguyện cùng với chị chủ quan trình theo máy Phương Ngọc. Cảm ơn và xin chào mọi người nha.